Một nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 khai mạc vào đầu tuần sau sẽ xem xét và quyết định là đề án cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội. Từ năm 1995 đến nay thì bảo hiểm xã hội đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh và sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và còn hơn 34 triệu lao động chưa tham gia. Như vậy là mục tiêu có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2020 là rất khó hoàn thành khi mà mục tiêu đặt ra chưa theo kịp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lao động việc làm, thu nhập và khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng tính toán hiện có khoảng 3 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số người tham gia và người từ bỏ bảo hiểm xã hội hàng năm tương đương nhau, cho thấy chính sách chưa thực sự hấp dẫn. Đóng liên tục 13 năm 6 tháng, chị Sáu quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần để chuyển sang mua bảo hiểm nhân thọ liên kim, một hình thức hưu trí tự nguyện. Lý do bỏ bảo hiểm xã hội là chờ quá lâu mới đến lúc lĩnh lương hưu. Mình cũng đóng tới 100 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ rồi, cho nên là cái bảo hiểm xã hội thì mình thấy là để hưởng đến hưu trí thì nó cũng rất là dài lắm. Thay vì coi lương hưu là một điểm tựa cho tương lai khi về già, thì mỗi năm trên 600.000 lao động từ bỏ bảo hiểm xã hội. Thậm chí có những người đã đóng được gần 20 năm, chỉ chờ lĩnh sổ rồi cũng bỏ. 3 năm qua, đã có khoảng 2 triệu lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, gần bằng với số người mới tham gia. Điều này cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội chưa hấp dẫn và chưa thực sự hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân.